Trên bàn mình hiện tại đang có 3 kích cỡ quả theo 3 size to, vừa và bé tại Chimmy Farm. Bên Chimmy Farm sẽ đặt nó là size A, size B và size C. Size A ở Chimmy thì sẽ có cân nặng từ 25 gram trở lên. Thường dâu đầu mùa thì sẽ nặng từ 25 gram đến 35 gram. Size B thì có kích thước nhỏ hơn, nó từ 15 gram. Đây, size B thì sẽ như thế này. Từ 15 gram đến 25 gram. Có nghĩa là nó từ 15 đến 25 gram thì nó là size B. Một hộp nó của nó thì nó sẽ từ 43 quả đến khoảng 63 quả. Còn tiếp nữa là một cái size bé hơn, nó là size C, thì hiện tại ấy, thì nó đang có cái cân nặng là từ 10 gram đến 15 gram. Size C này thì có số lượng quả rất lớn, khoảng trên 64 quả một cân. Một hộp 500 gram này thì nó sẽ cỡ khoảng 30 32 quả trở lên. Đó. Đây mình sẽ bây giờ mình sẽ cân thử cho mọi người thấy là cái quả dâu của mình như này. Đó. Đây, quả này đang có khối lượng 25 gram. Đó. Size A đi nhá. Đây, quả này thì chắc có lẽ khối lượng nó khoảng cỡ khoảng 30 đến 35 gram. Đó, 35 gram một quả này. Thì nó sẽ ở size A đây. Đầu vụ nên quả dâu rất là cứng. Quả dâu cứng. Nó cũng dễ vận chuyển thôi. Chưa, mẫu mã rất là đẹp. Đây, size B của mình thì có size B thì nó từ 15 đến 25 gram. Quả này chắc có lẽ là 15 gram. Đấy, 25 gram. Nặng khớm ấy, đầu vụ nặng gớm. Nhưng không sao, nó cũng phân là size B được rồi. Đây. Quả này. Đó, quả này hay. Đó, 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 15 20, có nghĩa là cỡ của nó cỡ cái cân này nó nằm ở khoảng giữa, độ sai lệch của nó là 5 gram. Nên có lẽ cái quả này nó từ 15 đến 17 gram gì đấy. Đặt thử lại xem nào. Đó, 15 gram chính xác rồi. Đó. Quả này chắc nặng hơn một xíu. Đấy, 20 25 đó, 20 25, 20 gram. Nên là size B. Bây giờ thì mình sẽ thử test thử xem là cái chất lượng quả như thế nào nhá. Mình sẽ thử một quả size mọi người muốn thử. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần thứ hai của cái nội dung video này, thì mình sẽ tiến hành đo cái độ ngọt của quả dâu tây. Như vừa rồi mình giới thiệu thì mình sẽ dùng cái thiết bị đo có tên là khúc xạ kế để đo cái độ baric của độ ngọt, người ta gọi là độ baric của quả dâu tây. Trên tay mình thì hiện tại đang có cái độ chín khác nhau. Mình có độ chín, đây là size B, có độ chín trung bình. Quả này thì đã chín khoảng 60% đến 70%. Quả này thì nó phù hợp với việc là vận chuyển và để được lâu ngày hơn. Tiếp đó thì mình có một quả có độ chín lớn hơn. Độ chín này thì 90% trở lên rồi. Thì quả này thường những quả này thì cái thời gian bảo quản nó sẽ ngắn hơn, cỡ khoảng 2-3 ngày thôi. Bên cạnh đó thì mình có một quả chín hơn nhưng mà nó cũng là size C, size nhỏ hơn. Bây giờ thì mình sẽ thử đi. Thử cái đo của cái size có size B đi, có cái độ chín trung bình đúng không? Bây giờ mình sẽ nhờ một bạn lau khô cái thiết bị đo khúc xạ kế, sau đó thì mình thử xem cái độ ngọt của cái trái dâu này như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ thử cắt cắt đây. Bây giờ thì mình vừa lau qua sâu khúc xạ kế rồi, để đảm bảo cũng rất là công tâm thì mình sẽ thử xem là bây giờ khúc xạ kế đang chỉ xung phanh bao nhiêu nhá. Ok, cái camera này của mình có mấy cái lẫn. Nhiều camera quá cũng không biết là nó là đang nhìn vào cái camera này. Đấy, cả vùng trời màu xanh luôn. Có nghĩa là hiện tại thì khúc xạ kế đang không có dung dịch ướt, là không có độ ngọt nào hết á. Mình không bôi cái gì lên hết. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho thêm một cái thử đi. Đây mình sẽ dùng cái quả dâu có độ chín khoảng 70%, xem là dùng dao cắt xem là lấy dung dịch của nó xem độ ngọt còn là bao nhiêu nhá. Ok, mình sẽ cho phần cao nhất, đó nó chảy dần xuống. Ok, sau đó mình đậy lại. Ở đây chờ một chút, chờ một chút để cho nó. Đó, rồi ok các bạn, đây bây giờ nó đang gọi là
sao nhỉ, nó đã thấm đều rồi, mình sẽ lòng quả trước nha, xem nào đâu không phải nhiều. Oh, đây để các bạn nhìn nhé, bây giờ thang đo bộ độ brick đã thay đổi. Để nhìn được cái này chính xác khó hay. Đây. Đấy, màu xanh trên nó có một cái lớp ngăn giữa màu trắng và màu xanh, thì mọi người có thể thấy là độ quả này có độ chín khoảng 11 hơn một chút. Đó, trên 10 một nấc 11 rưỡi đi. Ok, bây giờ mình vừa mới mình thử cái quả dâu tây có độ chín trung bình. Đấy, quả này có độ chín cỡ khoảng 60-70%. Đấy. Thường mình sẽ chín hái khoảng 70% trở lên để có thể là giao hàng nó được quả, nó được bảo quản được lâu hơn, cũng như là nó tránh rập rạp trong quá trình vận chuyển. Sau quá trình vận chuyển này khoảng vài ngày thì nó quả nó sẽ chín, chuyển sang trạng thái chín đỏ đậm như thế này, quả nó sẽ ngọt dần lên, các bạn yên tâm nhé, quả là sẽ ngọt, quả nào chín là nó sẽ ngọt hơn thôi, tại vì trong đó thì độ đường nó sẽ tăng lên và chuyển hóa thành đường, các chất nó sẽ chuyển hóa thành đường và quả nó sẽ ngọt hơn. Đấy là cái mức độ mà khi quả vừa mới xuất vườn xong thì nó có độ ngọt như vậy. Bây giờ mình sẽ thử qua cái quả độ chín, độ chín đậm hơn. Có những quả này thì nó sẽ sau khoảng 2 ngày sau khi mình hái thì nó sẽ độ chín, nó đạt mức chín mấy phần trăm như thế này, có nghĩa là màu nó màu đỏ đậm luôn. Bây giờ mình sẽ thử thái lát một mắt cắt của nó. Đó, ok, nhà bạn thái lát cắt này. Ok, giờ mình sẽ đây, đây em dùng cái phần đây quả này đây như thế này đó. Ồ, quả này ít nước hả, đó rồi bây giờ mình sẽ đậy vô đó. Đó. Hơi ít nước nhưng không sao, mình sẽ làm cho nó chảy ngược lại đó. Bây giờ nó nhìn thấy hết rồi, bây giờ mình sẽ thử nhìn xem quả này có độ bearing bao nhiêu nhé. Ồ, nó tăng lên rồi này. Bây giờ mọi người thấy là nhìn qua cái nhìn qua ống kính này thì độ brick nó đã tăng lên. Nó gần số 15 rồi đấy. Ồ. Tuyệt vời. Cỡ khoảng 13. Đó. Khó nhìn ha. Nhìn mắt thường nó rất là dễ thôi, tại vì mắt mình rất ổn định, cái camera này có vẻ khó điều chỉnh. À đây, hy vọng đó khoảng 13 gì đấy. Hơi khó nhìn nhưng sao